Thông báo nhanh số 88 của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu, bản tin cập nhật đến 6 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 6 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021, ghi nhận 60 ca mắc mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Dũng Tàu ghi nhận 12 ca, trong đó 6 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 4 ca liên quan đến bệnh nhân 28499, 1 ca là nhân viên quân sự phục vụ khu Cách Ly và 1 ca liên quan đến bệnh nhân 95079. 3 ca ghi nhận trong khu Cách Ly tập trung Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cũ, 1 ca liên quan đến bệnh nhân 53890, 1 ca liên quan đến bệnh nhân 27401 và 1 ca liên quan đến bệnh nhân 22374. 1 ca ghi nhận trong khu Cách Ly tập trung khách sạn cao su liên quan đến bệnh nhân 151 220, 2 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa phường 5 liên quan đến bệnh nhân 53890. Quỹ Đức đỏ ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung, trường trung học cơ sở Đông Tân xã Long Tân, liên quan đến bệnh nhân 62916. Quỹ nông điền ghi nhận 24 ca, trong đó 23 ca liên quan đến bệnh nhân 62916, trong đó 20 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 18 ca tại trung đoàn Minh Đạm, 2 ca tại trường tiểu học Cao Văn Ngọc. 3 ca ghi nhận trong các khu vực phong tỏa, 1 ca tại khu phố Hải An, 1 ca tại khu phố Hải Phong 2 và 1 ca tại khu phố Long Phượng, Long Điền. 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại Trung tâm Y tế Long Điền. Quyện Xuyên Mộc ghi nhận 23 ca, trong đó 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trường trung học cơ sở Bưng Riền, 1 ca liên quan đến bệnh nhân 34555 và 1 ca liên quan đến bệnh nhân 22374. 11 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung ký túc xá trường cao đẳng dầu khí, 10 ca liên quan đến bệnh nhân 22374 và 1 ca liên quan đến bệnh nhân 48581. 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trung học cơ sở Bào Lâm liên quan đến bệnh nhân 22374. 5 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa xã Bình Châu liên quan đến bệnh nhân 48593. Số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 1.505 ca, trong đó 62 ca đã khỏi bệnh. Số ca đang điều trị là 1.443 ca, đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.767 trường hợp, tăng mới vào không, giảm hoàn thành cách ly không. Hiện nay, tỉnh đang dốc toàn lực để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 tiềm ẩn trong cộng đồng còn phức tạp, do đó ban chỉ đạo đề nghị người dân hợp tác, đồng lòng tuân thủ nghiêm các quy định về giãn cách chỉ thị 16, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Chuyển đổi hình thức mua sắm sang hình thức đặt hàng trực tuyến qua điện thoại để hạn chế tối đa việc tiếp xúc. Các địa phương triển khai mạnh mẽ hơn nữa việc áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn, tránh để tình trạng chặt ngoài lỏng trong. Tập trung quy động mọi lực lượng công an quân sự các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tích cực tham gia công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn mình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.